Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Danh nha mọi người. Cái mình là anh Phương và Sen, em Toàn. Dẻo đang cầm máy quay cho mình nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình có một cái buổi ẩm thực tại cái mảnh đất thân yêu của anh em mình nha mọi người. Thì hôm nay thiếu Nhã mọi người. Hôm nay Nhã đi chơi với gia đình nha mọi người. Nên anh em mình buồn quá không gì nên lâu xuống đây làm ẩm thực. Còn Nhã coi được clip này thì đừng có buồn, có thèm thì kệ cưng thì anh nói gì thôi. Thì hôm nay anh em mình sẽ mang đến cho mọi người cái món tên là ba chỉ hấp lá sen nha mọi người. Món này do anh Phương thiết kế nha mọi người. Cuốn bánh chén luôn mà này dư kìa. Dẻo rồi, cái này biểu diễn này cho anh xem coi. Ơi quạo qua chơi hồi nó lên luôn. Qua giờ cái mũi mọi người nha mọi người. À, chuẩn bị long mạch hay kìa, cái quay thời tiết Long Vương. Đây mình tỉnh nước lớn rồi, đây nước tràn luôn nè, bên đây nè đó, bầu trời đang hôi lùi mọi người. Bên đây nè Dẻo, căn cứ của mình nè. Đây mình phải về lúc anh em làm lần đầu đắng mọi người. Nãy lui ra đây nước ngập quá, ngập rồi giờ lúc rồi còn thêm cái mưa nữa, quá trời rồi. Rồi bây giờ mình bắt tay vào việc ha. Rồi ok, bây giờ anh em mình sẽ chia khâu ra làm nước chấm. Ai làm nước chấm? Nước chấm chấm rồi. Anh em mình sẽ chia khâu ra làm nước chấm nha mọi người. Làm hai chén đi. Anh Phương sẽ kế cái hấp này nha. Rồi anh nêm nếm cái này. Rồi ok, anh em sẽ chia khâu ra làm rồi. Mấy ok. Bài vô. Rồi nãy giờ mình ướp cũng lâu rồi nha mọi người. Giờ mình bỏ vô lá sen này, mình đưa vô lò hấp nha. Ok mọi người, thì sau khoảng thời gian chờ đợi khá là lâu thì miếng thịt của mấy anh em mình hấp đã chín rồi nè mọi người. Đó, nhìn rất là hấp dẫn mọi người. Hấp dẫn không? Đó, anh Phương ảnh nêm nếm gia vị rất là hấp dẫn mọi người. Thì hôm nay mình hơi nóng. Mỏng chấm, không? Chấm hai lẩu nước chấm nha, mắm tôm với muối tiêu chanh thế này. Đúng rồi. Ai muốn chấm gì đó chấm. Rồi sắc tài trợ dĩa rau lên đi Danh. Rồi sắp rau thế này. Đầy đủ hết trơn rồi. Ok mọi người, giờ sẽ đợi anh hẹn sắt rồi sẽ bày biện lên rồi sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok mọi người, thì tiết mục bày biện đã xong rồi mọi người. Đó, nhìn rất là hấp dẫn mọi người ơi. Nó nhìn có lá sen này, ngộ hả? Nếu mà không ai có mặt ở đây mà anh làm xong món này xuống là không phải nói món này là hấp đâu. Nướng. Nướng hả? Tại vì nãy anh hẹn có cho ống màu gạch tôm rồi chia vô mọi người, thịt nó đỏ mà. Nó vàng đó mọi người, y thịt như là nướng nha mọi người. Có màu. Rất là thơm nha mọi người. Mấy anh em mình chụp tấm hình kỷ niệm ơi. Rồi chụp hình kỷ niệm nha. Rồi để rồi 2 3. Tiết. Hay. Giờ quá tiết rồi. Tiết giờ mời mọi người đi. Mời mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Rồi anh nhà 1 2 3 đi chung đi ha. Gì đi. Này con dẹo. Rồi 1 2 3. 1 2 3 vô mọi người. Đây mất công nhường qua nhường lại tốn tiền phà. Rồi mình chấm mắm tôm nha mọi người. Chấm mắm tôm nha mọi người. Chiều nay 6.000 chiếc. Chiều nay anh hẹn anh đi Long Xuyên nên anh không có dùng mắm tôm được. Nên mình dùng. Rồi, mời tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn em làm cho mình muối tiêu chanh nha. Rồi, mời mọi người nha. Muối tiêu chanh. Mở thịt đồ á mọi người. Nó bầu vị vô rất ngon mọi người. Ok, mời tất cả mọi người. Có bánh chén anh em, có bánh chén. Tới mình nha, mời tất cả mọi người nha.
sang thủ rồi mà. Trời, giống như uống thuốc à. Đây thịt miếng heo, này thấy miếng rau vô. Đây cho mình kèm với miếng rau mọi người. Rồi dẹo chuẩn bị đặt máy rồi vô ăn chung luôn nha. Da nó mềm luôn thầy. Da nó mềm ngon lắm. 45 phút đó mọi người. Trong thời gian hấp rất là lâu mọi người. Mọi người coi thấy màu vậy chứ anh em mình nằm võng rồi nằm đợi 40 phút á. Nãy giờ cũng được con dắt rồi đó ha. Nãy giờ lạnh lạnh rồi. Rất ngon. Cái này nãy sắc hơi to. Bánh tráng nha anh em. Mọi người cũng bánh tráng rồi, cũng bánh tráng rồi. Mềm mọi người, rất là ngon. Hấp vừa tới, vừa chín vừa tới mọi người. Rất là mềm. Cái món tôm mà thầy luôn. Tại quên mà bún. Nếu bún thì thôi nói gì nữa. Nó luộc mà đâu biết chị đâu. Hấp nha, không có luộc nha. Luộc là nhúng cái nước, còn này là hấp à. Mà mọi người nha. Nên ăn mạnh mạnh lên lên. Phải không? Tụi 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 bánh tráng rồi tụi tụi cuốn rồi. Nó có mùi vị gì vậy Minh? Nó hửng mùi nước mắm lên như vậy này. Mắm tôm. Này bệnh mọi người là mũi mình cũng hơi ngạt ngạt rồi nên mình nhưng mà cũng còn nghe được chút xíu mùi vị là ngủ dị hương. Ngửi chứ không có nghe. Nghe mà lúc thôi. Ghi biêu. Ghi biêu đi. Sao hồi nãy cưng hỏi anh gì? Hỏi nó có mùi vị gì vậy. Wow. Thì đặt máy quay đi vô và trải nghiệm luôn đi mới biết chứ. Không có, nó cho mọi người biết trước á. Mềm má. Nó có, ba chỉ toàn mua sáng nè. Có miếng mỡ. Nhai nó mềm mềm mà nó dai dai nó lại im vừa đủ ăn á. Ăn này không có ngán anh em. Không ngán. Tại vì có mỡ, có nạc, có da này kia. Đúng rất là ngon mọi người. Có rau nữa. Có rau nữa trời ơi cậu. Làm miếng bún rồi. Thiếu dưa leo. Mà đặc biệt có cái mùi gì nó hắt lên á. Mùi gì hương. Mùi gì hương. Mùi chất nhầy á. Mắm tôm, em không có cho mắm tôm, anh cứ nói mắm tôm. Cương nãy cương chấm kìa. Em mới ăn không. Hồi nãy anh nêm ngũ vị hương. Cuốn đừng cuốn nha mọi người. Đó, mời gặp trong người nha. Này mắm tôm mình pha rồi nha mọi người, chứ không phải như nguyên chất như toàn viên dẹo ăn nha mọi người. Vẫn còn ngay nha. Tới công chuyện luôn á. Cái này hôm bữa cái bánh chén là dư âm của gì ta? Cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Mình dự định là đem dự định hấp rồi ăn với rau sống luôn rồi. Còn dư âm của cá điêu hồng nên mọi người ăn cuốn bánh chén nha. Rồi đó con người nha. Kèm với sống thôi, thôi khỏi khỏi nói luôn. Thịt này không có dai mà cũng không có. Đúng rồi. Không có. Hàng không dám ăn mắm tôm mình. Chút xíu về Đông Xuyên. Ảnh hay bị lắm. Bụng yếu. Anh hạn lạ mọi người. Anh tâm lý là cái bào cái bụng anh trộn mà. Không, mình ăn uống ẩm thực được nhất tới đó. Chỗ ngon. Ê, nghe nha. Ê, ai vậy? Camera. Rồi giờ tới dẹo vô thưởng thức nha mọi người. Dẹo biểu diễn đi. Tại vì mọi người, hôm nay thiếu nhã rồi kiểu mà ít người á. Nên anh em mình đặt góc quay rồi cho dẹo vô ăn ngồi cho vui mọi người, cho đông vui. Thì nãy Phúc Vĩnh với lại có xuống chơi mọi người. Mà hấp lâu quá hai thằng nó đợi không được nó dạ. Đi uống cà phê rồi. Nãy mình có kêu hai nó lại ăn. Mà ở trên cây có team bi kìa. Không khắc đó. Team bi là gì? Đó xuống mình chơi em khắc á. Anh Hàng chưa hiểu từ em team bi hả? Không biết. Team bi của tem á. Của tem á. TNB ha. Và thằng nhà ba lát. Thằng nhà ba lát. Rồi vô nghe nhập mọi người đi. Đó rồi. Ai hàng nó đợi chút xíu rồi có ăn nữa ha. Này không có kêu bằng gì đâu. Không có kiên trì, kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn. Chắc không có duyên rồi đó. Hồi nãy mình có mời nó ăn mọi người. Mà nó hay ăn. Đi uống cà phê rồi. Không có mời sao? Ngồi đó là ăn hả? Ngồi đó là ăn. Hàng bay ngồi đó là ăn. Ăn vô đây ăn với tao. Vô đây ăn mà, vô đây ăn. Giỡn với mọi người chứ có mời hàng đó mà hàng đó. Càng mắc càng xa. Không chịu ăn đi một phơi. Này có ăn được không thầy? Được. Mọi người nha. Em ăn thang rồi. Được. Anh đi rồi nữa lên tòa xe ngồi luôn. Mới định bóc anh hàng nó nói gì vậy trời. Chỉ ăn được mà. Được. Nè mình gói luôn mọi người thử coi. Thiệt luôn hả? Đấy. Thật mà ba này cái gì cũng ăn bỏ không ăn được á. Hẩm xém ăn bịa luôn nói gì vậy. Chắc ăn mà hát với bóng nguyện ra. Dưới to. Dưới tò sen kìa. Được rồi. Nhanh quay lại mô. Quên cuốn lá sen luôn mọi người. Chơi lớn rồi chứ.
thử cuộc sống phải trải nghiệm mọi người, còn trẻ mà. Đúng rồi. Ai mà không có sai lầm. Ai à, mới chuột ra vậy? Qua mọi người giấc tối á, có đăng lên dẹo nó bị bắt không rồi. Đăng vui không rồi. Mọi người vô hỏi một quá trời. Đăng vui chơi mọi người. Nên mình hay giỡn mấy cái trò á. Kiểu giỡn nó mất dạy luôn. Nghĩ nghe. Rồi hôm qua điện em rủ đi ăn, điện quà không hết, quà không lấy hình đăng giờ lỗi tai thì nó ừ được hẳn rồi. Ừ. Ngon quá. Sao người có lá sen vô ăn cũng vậy à? Sen như rau vậy ha. Anh ăn cái lá lá non hả? Ừ, cái lá non nó cái lá chùm nữa. Ừ. Ngon luôn. Không mà cái này chấm mắm nêm thì đúng bài hơn. Mắm nêm hả? Nấm tôm nè. Tôm sách dở không? Mình làm thử một cuốn nữa, mình chấm muối tiêu nha mọi người. Muối tiêu ăn được chứ không ngon. Không ngon hả này? Không. Tại sao anh không để ớt vô? Có ít mùi vị không anh này? Hả? Ít mùi vị đúng không? Ông nội là bọp bọp rồi vậy? Không có thơm bằng... Không có thơm bằng mắm tôm. Ừ. Bây giờ thịt nó, thịt luộc, thịt hấp người kêu đi đâu với mắm tôm nó sẽ hay hơn. Còn thịt nướng mình chấm muối thì nó sẽ ngon hơn. Cái này chấm thế nào? Thế nào? Ừ, thịt nè, chấm nào không? Thịt nào? Thịt hấp. Chấm như cái này nè. Cái này mắm nêm mắm tôm nè. Này mắm tôm. Này có cà pháo chung luôn, bài bản luôn đúng không quê? Cà chua luôn ha. Nhớ hôm qua đâu ăn cà luôn. Nói sao nay gao nhiều rồi. Gao, ăn gao anh Hẹn. Gao nhiều đi, gao này anh Hẹn mua tới 30 ngàn. No. Ăn đi, ăn làm gì? Ăn được rồi. Làm vậy cúng nó đi. No. Không, thịt này là mình nghĩ không ế đâu người, tại vì mua vừa đủ chứ không mua vô luôn rồi. Có 1 ký à. Sáng toàn đi chợ toàn mua. Không anh Thiện ăn bông đi. Cho tao một nhánh bông này. Anh Thiện ăn bông. Cái nhảy trong ăn được đó. Bông sen bông súng này. Đâu, thịt còn sống nha mọi người. Nó bắn luôn. Cái này bông sen bông súng này. Sen. Mùi vàng vàng nữa anh Thiện. Hả? Này mùi vàng này hả? Đúng rồi. Chết chết. Mời mọi người nha. Rồi mình chấm miếng muối tiêu như mọi người. Cái gì chét là nên hút nó ăn đi. Em rửa cho. Mời lấy mọi người nha. Này, muối tiêu. Chị tóc có chú kia em cuốn gạo cuốn gạo nhiều lắm. Được cái mấy không? Cuốn gạo rồi. Nè, được cái muối tiêu á. Chấm vô nó dở hẹt luôn. Nó lấy hẹt à mọi người. Không dính dáng gì. Mà tại anh Thạng ăn không được. Nó tôm không được. Ôi cái này già rồi. Già rồi. Nó không có dài, nó không có giòn. Trời ăn được ha. Ê mọi người. Vậy không ngồi xuống mẹ mà chậm chậm rồi vậy vậy. Cái gạo. À nó không có giòn cái này. Không có giòn. Kẹp vô. Chấm mắm tôm. Ngay không có nhả nha. Nếp nhẹ à. Này nêm nếm rồi bởi vì ăn nó ngon ha. Không nguyên chắc đó mấy người. Mình chắc đói à. Còn nửa chơi ăn hàng bèo rồi đấy. Nó ngon thiếu nhả, đẹp quá. Có thịt luôn á. Ăn hết luôn rồi anh Thiện. Đây là món này không ế không mọi người. Chắc chắn là không ế. Mấy ông già làm có món nào ế đâu. Toàn là không đủ không á. Toàn là không đủ. Ẩm thực rồi họ có hương vô mọi người. Anh em ẩm thực quá lên tay. Món nào cũng ngon. Tự mình khen luôn không? Ừ. Không cần ai khen. Không ai khen. Nãy giờ không có cảm nhận gì chưa không? Nãy con nói thơm mùi gì, không biết thơm mùi gì nữa. Thơm mùi lá sen. Không, lá sen. Nát lên à. Nhìn hát nhẹ 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 đó. Cảm nhận cái này mình có hút luôn. Quá trời ở môi nha. Thì đúng em buộc ba thì chứ. Nồi hỏi trong bếp là dữ luôn á. Ăn đó rồi. Ăn đó, ưu tiên ăn dẻo kìa, không ra cầm máy kìa. Rồi dẻo còn hai cục anh chừa em đó. Không, còn hai cục cái bọm như là dẻo. À. Cái ấy sổ thịt vô. Đưa vô. Thì đúng cuốn luôn ha. Đó. Quá trời ngon. Rồi, trong khi dẹo đang ăn thì mọi người cho cái cảm nhận đi. Cảm nhận chứ mọi người. Hôm nay cái món này mình không có ướp.
anh Phương là hôm nay là đầu bếp chính luôn người, nên ảnh là cái người mà thêm thành phần gia vị vô mà, nên không phải là mình nên mình không biết làm sao hết. Thì cũng đường tiêu trở ngọt rồi nước mắm vậy thôi mà ngon vậy ha. Gạch tôm và có thêm màu gạch tôm rồi cho nó có màu, với lại miếng ngũ vị hương cho nó thơm thơm. Ok, nói chung là khá là ngon cái món này mọi người. Thịt thì nói chung là có nạc, có mỡ, có da nè. Đưa vô họng một cái nó hòa quyện với nhau rồi. Nó cũng hơi ngán nên mình kèm heo gao. Với lại sáng toàn đi chợ sớm cho nên thịt heo tươi. Heo tươi giống cái chiều chiều đi đi. Nói chung là món này rất là ngon mọi người, rất là vừa miệng. Cảm ơn anh Phương đã tài trợ cho tụi em bữa tiệc hôm nay. Cảm ơn. Cái đoạn cảm nhận đi. Tới mình thì mọi người thì cái miếng da đặc biệt là miếng da mọi người. Tới sang đi sang. Miếng da thì đặc biệt là không có bị dai, nó mềm dễ ăn, mọi người đưa vô họng cái đưa vô miệng cái là nó hòa quyện với nhau. Tan luôn ha. Đúng rồi, tan luôn. Tan chảy luôn ha. Vậy là giòn tan luôn á. Vậy là cứ ăn thịt hay là cứ ăn bánh hùng tôm. Giòn tan. Và tới sang này. Thì hầm ngon lắm nha mọi người. Về đó. Đi về luôn đi. Hay mình nhận xét thì miếng thịt này ăn vô nó nghe mùi ngũ như hương luôn mà. Ngửi vô nghe. Ngũ như hương. Ngũ gì? Ngũ như hương. Ok mọi người, anh em mình cũng hứa xong mọi người rồi, thì một lần nữa cảm ơn Hẹn đã tài trợ bữa tiệc. Cảm ơn hoài. Tại sớm giờ em đâu có làm phụ Hẹn gì đâu. Ôi có anh Hẹn tự ốp anh Hẹn là làm. Đi làm này chứ nói gì vậy. Hai bà làm gì chạy. Có thùng nước hàng đúng quằn luôn á. Rồi lại đây tới khúc gây cắn nè. Ok mọi người, thì anh em mình đã hưởng thức xong mọi người cái món này giờ mình xin đính chính lại là không ngon. Hết luôn. Còn gheo không? Thì cảm ơn mọi người đã xem video và buổi ẩm thực của anh em mình hôm nay mọi người. Mọi người thấy món này ngon thì bấm like đăng ký kênh nha. Mọi người có cái món nào lạ mọi người nhớ comment dưới để anh em mình thực hiện món ăn đó cho mọi người xem nha. Còn giờ thì mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.